Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo cơ sở đồ đồ mạnh. Vâng, hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình của anh Trần Lập ở Cỏ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hàng là cao 1m6, đường kính 43 phân. Hàng đục từ quý Tùng Cúc Trúc Mai. Hàng là cao 1m6, đường kính 43 nha. Chúng em chuẩn bị là bàn giao cho anh Trần Lập đây. Sẽ chuyển về Hải Phòng nha. Dạ nha. Chúng em vừa mới sơn xi BU hoàn thiện xong cặp lục bình của anh Lập. Hàng là đục từ quý, hàng là thủ công mỹ nghệ bằng tay 100%. Đục cạnh này, đục trang trí này, và phía trên bên cơ sở em sẽ là đục phúc lộc thọ. Làm để thấy đây. Và bụng rất chi là to, rất chi là đẹp nha các em thấy. Còn đây là phía trên, trên đỉnh này. Đây là phía dưới dáng cổ bên em rất chi là làm đẹp. Lúc trước là bên em làm cổ mấu cũ nên không được đẹp như bây giờ. Bây giờ là cải tiến sang mấu mới rất chi là đẹp luôn. Các bạn thấy đây. Và phía dưới là đục cảnh này. Đây là cái trúc nha. Và phía dưới là tiện thế tiện tròn. Rất chi là thon và gọn. Đấy, cảnh nhỏ. Lục bình này quý khách hàng có thể kê ở phòng khách hoặc là phòng thờ, rất chi là đẹp luôn và rất chi là sang trọng và phong thủy. Và giá cặp này chỉ là 11 triệu nha các bạn nhé. Chúng em sẽ miễn phí vận chuyển 50 km. Nếu mà như ở Hải Phòng như của anh Lập đây thì quý khách hàng sẽ mất thêm khoảng 400-500 nghìn tiền phí vận chuyển. Chúng em sẽ giao tại nhà cho quý khách hàng nha. Nếu mà quý khách hàng nào quan tâm về sản phẩm này để liên hệ ngay với em Mạnh theo số điện thoại trên màn hình là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Hoặc là quý khách hàng muốn xem mộc hoặc là hoàn thiện trực tiếp, quý khách hàng có thể đến web, quên đến địa chỉ của bên em là ở Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Hoặc là quý khách hàng muốn xem thêm các sản phẩm khác như giường tủ, kệ tivi, cây đồng hồ, bàn ghế phong cách, lục bình gỗ, kệ tivi, quý khách hàng có thể lên website chúng em là dogodomanh.com xem thêm các mẫu mã cũng như là công khai báo giá sản phẩm trên website. Và video của em xin quay đến đây thôi. Và xin chào tất cả mọi người. Và hẹn mọi người vào video sau.